Thưa quý vị, cùng hòa chung trong niềm hân hoan của đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566 vào ngày 1 tháng 5 vừa qua, chùa Phổ Đà tại thành phố Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức đã trang nghiêm tổ chức đại lễ Phật Đản trong không khí thiêng liêng và ấm áp tình quê hương đất nước. Hòa thượng Thích Tịnh Quang trụ trì chùa Khuôn Việt tại Paris, Pháp cùng đại đức Thích Pháp Nhẫn trụ trì chùa Phổ Đà đã quan lâm chứng minh buổi lễ Tham dự sự kiện lần này còn có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Đức, ông Vũ Quang Minh cùng Phu Nhân. Đại diện các hội đoàn cùng đông đảo bà con Phật tử Việt Nam sinh sống và làm việc tại Berlin và các vùng lân cận. Trải qua hơn 2 năm đại dịch Covid-19, đây là dịp để bà con Phật tử Việt Nam gần xa trên toàn nước Đức cùng về giao lưu chia sẻ. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu cùng Phật tử đã cùng tham gia các nghi lễ Phật đảng truyền thống như tụng kinh cầu nguyện cho quốc Thái Dân An, nghi thức tắm Phật, dân hương, dân hoa. Tham dự thực hiện các nghi lễ truyền thống, các Phật tử cũng được nghe Hòa Thượng Thích Tịnh Quang thuyết giảng về ý nghĩa của lễ Phật đảng. Đại đức Thích Tịnh Quang mong muốn truyền tải những điều tốt đẹp của giáo lý nhà Phật đến với cộng đồng, luôn hướng về quê hương đất nước, biết thương yêu, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau và cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Ngoài việc kêu gọi mọi người chung tay vượt qua đại dịch ổn định đời sống, Hòa thượng Thích Tịnh Quang hy vọng mọi người cùng phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, góp phần kiến tạo một thế giới hòa bình an lạc, tinh thần đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc, những giá trị đạo đức văn hóa tôn giáo gắn với ý thức trách nhiệm người công dân Việt Nam tại nước ngoài. Dịp này chùa Phổ Đà cũng tổ chức chương trình văn nghệ đặc sắc với sự tham gia nhiệt tình của các ca nghệ sĩ, buổi lễ kết thúc trong không khí ấm áp tình đạo vị và tràn ngập niềm hân hoan đón mừng phật đản của cộng đồng phật tử việt nam tại cộng hòa liên bang đức